Hi, chào cả nhà. Hôm nay mình định giới thiệu với cả nhà món thịt heo quay theo kiểu Việt Nam mình nha cả nhà. Nhưng món thịt heo quay này mình làm theo công thức của mình rất là đơn giản, dễ làm. Với lại làm một lần là sẽ thành công nha cả nhà. Hôm nay mình có cục thịt heo á, là ba rọi á, là 1 kg nha cả nhà. Công thức của mình làm là 1 kg. Nếu mà bạn làm là nào mà làm nhiều hơn á, thì cứ tăng gia vị lên. Còn nếu mà làm ít lại thì có thể gia vị ít lại. Hôm nay là mình đi chợ mình mua là người ta đã lấy cái sườn ra rồi nha cả nhà. Nếu mà lấy cái sườn ra khi mình ướp á, thì khi mình nướng á, thì nó hơi khó hơn một chút, là tức là mình phải chêm hành tây hoặc là một ít táo hay lê ở dưới, để cho cái miếng thịt khi mình để vào lò là nó phải bằng phẳng. Tại vì nếu mà cao thấp á, thì khi mình nướng trong lò có thể bên chỗ lửa cao nó sẽ nở da, bên chỗ lửa không cao nó sẽ bị không nở da nha cả nhà. Cho nên là nó hơi khó hơn chút xíu. Nhưng mà khi mà không có sườn á, không có miếng xương ở đây, thì khi mình cắt ra nó dễ hơn nha cả nhà. Làm cái gia vị của đây là mình rửa muối sạch rồi nha cả nhà. Mình rửa muối, mình cạo da ha. Xong rồi ở đây mình có gia vị cho 1 kg, tức là một muỗng cà phê bột gà hay là bột nêm kno nha cả nhà. Còn đây là một muỗng cà phê bột ngũ vị hương, một muỗng cà phê bột ớt mà loại không cay ấy nha cả nhà, tức là bột ớt chuông, để cho nó tạo một cái màu đẹp hơn. Một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột hành và nửa muỗng cà phê bột tỏi, và khoảng 1/3 muỗng cà phê muối nha cả nhà. Nếu mà hành với tỏi mà cả nhà mua không có đó, thì mình có thể xay vô mình pha một tí xíu nước, đừng có pha nhiều nha cả nhà, một tí xíu xong mình vắt mình lấy cái nước nó cũng được. Với lại mình cho khoảng 1/3 hoặc nửa muỗng cà phê tiêu xay nữa nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thịt heo nè, mình mua xong mình rửa, mình cạo muối cho sạch cả nhà. Xong mình phải lấy cái giấy bếp á, mình lau cho thiệt ráo nha. Nhất là cái lớp da của nó không được để bị ướt nha. Tại vì nếu mà cái da không đủ ráo á, là khi mình nướng da nó sẽ không có giòn nha cả nhà. Mình phải tẩm cho nó thiệt khô nè ha. Xong bây giờ á, mình mới trộn tất cả những cái gia vị này hỗn hợp lại với nhau nha. Mình mới vừa trộn tất cả những cái gia vị mà hồi nãy lúc mình giới thiệu cho cả nhà, mình trộn lại với nhau hết cho đều nha. Gia vị này thơm lắm luôn á nha cả nhà. Sau thịt heo á, là mình trộn gia vị lại rồi. Bây giờ thịt heo mình khía cho nó dài cái đường dọc nha cả nhà. Nhưng mà tùy theo sở thích của cả nhà. Nếu mà cả nhà thích cái bề ngang nó hơi to một chút á, thì sẽ bự. Nhưng mình thích cái bề ngang đừng có to quá đó. Tại cái này nó không có cục xương á, thành ra mình tách nó nhỏ được. Nếu mà dướng cục xương thì mình sẽ nó hơi to một chút. Thì bây giờ mình xẻ nó ngang tới khoảng nhiêu đây, đừng có xẻ sát xuống nha cả nhà, khoảng chừng 2/3 của miếng thịt nha. Xẻ cẩn thận. Mình mới vừa trộn một ít gia vị vô, bắt đầu mình mới ướp vô trong mấy cái đường kẽ nè, rồi mình thoa đều vô cái thịt nha cả nhà. Nhưng mà nhớ đừng có thoa cái gia vị lên cái da nha. Nếu mình thoa lên cái da là nó sẽ không có thấm nha cả nhà, nó sẽ bị giống như nướng nó sẽ bị hư á nha cả nhà, nướng nó không có giòn da nha. Mình thoa kể cả từ chỗ này mình cũng phải thoa luôn thì miếng thịt nó chín ra, nó đẹp màu đỏ nó luôn nha. Nhờ cái ớt bột cho nên cái thịt nó rất là đẹp. Mình ướp gia vị cho nó thấm đều hết hai bên hông. Nếu mà lỡ cái gia vị nó có dính vô cái da, mình lấy cái giấy bếp mình lau cho nó sạch ha.
So, cái thịt heo á, mình ướp gia vị xong, bây giờ mình lật ngược lại. Nếu mà bạn nào thấy cái gia vị mà nó lỡ thấm lên trên cái da đó, thì mình lấy cái giấy bếp nè, mình lau cho sạch nha. Xong rồi á, mình đừng có đậy nó lại, mình để như vậy nè. Tại mình đậy lại nó sẽ không có khô cái da. Rồi mình ướp, mình để vào tủ lạnh khoảng từ 2 đến 3 ngày nha cả nhà. Rồi mình đem đi nướng thì cái da nó sẽ giòn. Còn nếu mà bạn nào cần gấp á, mà một ngày á, mình nướng cũng được. Nhưng mà nhiều lúc cái da nó sẽ không giòn như mình để 3 ngày nha. Rồi nếu mà một ngày á thì mình lấy cái máy sấy tóc hoặc là cái quạt máy mình thổi cho cái da nó khô, hoặc là trời mà có nắng mình ra mình phơi một tí xíu, nhưng mà có nắng mà phải cẩn thận coi chừng ruồi nó đậu vô nha cả nhà, phải đậy lại thì cái cục thịt cái da nó khô săn lại á, thì khi mình đem nướng á, thì cái cục thịt nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà cả nhà nhớ là khi miếng thịt này nó không có cái sườn, cái xương ở chính giữa nè, thì cả nhà thấy không, chỗ này nó sẽ lõm xuống. Khi lõm xuống mình nướng thì cái da ở đây nó sẽ phồng, ở đây nó không có phồng, nó không có giòn cái da. Cho nên lúc trước khi mình nướng, mình phải độn cái miếng hành tây hoặc là một cái miếng táo ở chính giữa để nó đội cái miếng thịt lên, nó phải đội lên cho đều hết nha cả nhà. Thì khi mình nướng á, cái miếng thịt nó mới ngon nha, nó mới giòn đều hết. Cả nhà ơi, thịt này mình ướp ở trong tủ lạnh được 3 ngày rồi. Bây giờ mình lấy ra để mình nướng nha. Nhưng mà nếu mà ai ướp 2 ngày cũng được, nhưng mà cái cơ hội thành công nó không có được bằng mình ướp 3 ngày hoặc 4 ngày. Lâu hơn thì nó tốt, là tại vì cái da mà nó khô nè cả nhà, thì cái cơ hội nó nở da nó tốt hơn nha cả nhà. Cả nhà thấy ở cái miếng thịt mà mình để đó thì cái khúc này nó thủng xuống nè, thì mình lấy một cái lớp táo mình cắt, mình đội nó lên để cho cái thịt nó nở, nó đều ở trên cái mặt của cái lò nha cả nhà. Bây giờ mình bỏ vô mình nướng nha, mình quấn lại nha. Bây giờ mình bỏ một lớp muối lên trên da, lớp da nha cả nhà, cho nó hơi đầy, tương đối đầy nha cả nhà. Dạ, bây giờ mình đã để muối lên trên cái da heo rồi nha cả nhà. Xong bây giờ mình đút vô lò mình nướng nha. Nướng mình chia ra làm hai lần nha. Lần đầu nướng thì mình để lửa, mình để tầng dưới nha. Xong lần thứ hai thì mình để tầng trên. Ok, bây giờ mình nướng nha. Dạ, bây giờ mình nướng bằng cái lò nhỏ của mình là giống như air fryer. Mình chỉnh 190 độ cho nó có quạt gió nha cả nhà. 30 phút mình để tầng dưới. Nhà ơi, lúc nãy mình nướng đợt đầu xong rồi nha cả nhà. Bây giờ mình lấy ra, xong rồi mình bỏ muối ở trên mặt nó ra hết, rồi mình nướng lại lần thứ hai nha cả.
Cả nhà ơi, bây giờ mình đút vô lò mình nướng lại lần thứ hai nha cả nhà. Mình để lửa cũng tức là air fryer, tức là lửa có quạt gió nha. Xong rồi mình để tầng ở trên hết, cao lên trên. Xong rồi mình chỉnh độ là 220 độ 30 phút. Nhưng mà dĩ nhiên là mỗi cái lò nó khác nhau, có thể là 210, 215, mà từ 25 phút cho đến 30 phút. Cả nhà nhớ canh mà mình đang để là 220 30 nha, 30 phút. Xong rồi khoảng 25 phút mình quay lại coi nha. Cả nhà ơi, hồi nãy mình nói mình nướng lần thứ hai á, mình chỉnh 220 độ 30 phút. Nhưng mà mình mới nướng tới 25 phút nha cả nhà. Là mình thấy nó ok cho nên mình lấy nó ra nha. Tại vì mỗi lò mỗi khác, chứ tùy theo miếng thịt của các bạn để càng lâu á thì nó sẽ mau phồng, mà nếu mà da mà không đủ nóng, để chưa có đủ khô thì mình nướng nó cũng sẽ mạo hiểm nha, nhiều lúc mà nó không có được phồng nè. Cái này đẹp ghê chưa. Cả nhà thấy không, miếng thịt này nó giòn tan luôn đó nha cả nhà. Tức là mình để nó càng lâu trong tủ lạnh á, 3-4 ngày á, thì mình nướng miếng thịt nó sẽ càng ngon nha cả nhà. Còn nếu mình để nó chưa có đủ khô cái da đó thì mình nướng nó sẽ không có ngon coi nha. Trời cả nhà ơi, coi nè, cái thịt heo quay này á, mình quay ra công thức thì đơn giản nha, nướng cũng rất là dễ dàng, cũng không cần phải xăm da hay là trét giấm gì lên da hết nha cả nhà, nhưng mà rất là dễ thành công nha cả nhà. Chỉ cần cả nhà thử một lần là sẽ làm được nha. Chỉ cần bí quyết là để cho cái da heo khô và nhiệt độ đúng của nó thì cái da là bảo đảm cả nhà làm là sẽ thành công nha cả nhà. Để mình ăn thử cho cả nhà coi cái món, cái da heo này của mình có đủ giòn không nha. Với lại cái này là nước mắm. Nước mắm này là nước mắm pha, mình lấy theo công thức của má mình ở Việt Nam nha cả nhà. Ăn rất là ngon nha. Nếu mà các bạn nào thích á, nhớ comment cho mình nha cả nhà. Thì mình sẽ làm cái video mà nước mắm pha công thức theo của mẹ mình nha. Nhớ comment cho mình nha cả nhà. Với lại nếu mà cả nhà có thích những cái món gì mà lạ, nhất là đồ mình cũng có thể nấu được một ít đồ Tàu hay là đồ Thái Lan hay đồ Nhật hay là đồ Hàn Quốc nha cả nhà. Với lại đồ Việt Nam thì mình cũng rất là thích ăn rồi. Thật ra cả nhà nếu mà thích cái món nào nhớ comment ở dưới cho mình nha, để mình chia sẻ với nhau cho vui nha. Để mình thử cái này trước. Wow, cục thịt này cắt bự quá. Chắc này là mình ăn nửa cục quá.
Cái này mà mình ăn với bánh hỏi là hết sảy nha. Cái da heo nó giòn mà nó giòn tan nha cả nhà, chứ không phải nó giòn mà giòn cứng nha. Nó giòn mà độ giòn của nó rất là ngon, nó có cái độ mềm ở trong nữa. Nó mình không biết sao diễn tả nữa. Nó không phải mềm, nó giòn mà nó không phải giòn cứng ngắc. Wow, rất là ngon. Nếu mà cả nhà có thích video của mình, nhớ cho mình xin một cái like, ủng hộ với chia sẻ kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của vợ chồng mình. Hẹn gặp lại cả nhà video lần sau nha. Bye bye.